AMC Futsal Asian Cup QS 2022, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Việt Nam, Ả Rập Xê Út, hai đội bóng với cùng một điểm chung là đều biến đội tuyển Futsal Nhật Bản trở thành nhân chứng lịch sử của mình. 6 năm trước, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lần đầu tiên đặt tên mình vào vòng chung kết Futsal World Cup bằng thắng lợi trước Nhật Bản. Và với Ả Rập Xê Út thì cách đây 2 ngày thôi, họ đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại AFC Futsal Asian Cup trước chính đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Và ngày hôm nay cả hai cùng có chung một quyết tâm, đó là chiến thắng để đặt một tay vào tấm vé đi tiếp. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Ả Rập Xê Út với thủ thành Humut, số 3 Nasser, số 6 Abdullah, số 11 Osama và số 14 là Fahan. Đó là những lựa chọn đến từ huấn luyện viên Andrew Plaza. Trọng tài Osama Said là người điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay, bị trọng tài người Bahrain. Và đây sẽ là 5 cái tên xuất phát của đội tuyển Futsal Việt Nam. Thủ môn mang áo số 1 Hồ Văn Ý, cao thủ số 4 Châu Đoàn Phát, số 5 Nguyễn Mạnh Dũng, số 7 Nguyễn Oanh Di, Nguyễn Anh Duy và số 8 đó là Nguyễn Minh Trí. Và như vậy là hiệp một của đối đầu giữa hai đội tuyển Futsal Ả Rập Xê Út và Futsal Việt Nam đã được bắt đầu. Đội bóng của chúng ta sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta đang có những phút nhập cuộc với khả năng gây pressing rất tốt. Diego Justoji cũng đang có những khởi đầu cho đến lúc này là có rất nhiều những dấu hiệu tích cực. Một sai lầm. Quan hô Hồ Văn Ý. Sóng gió vẫn chưa qua, Hồ Văn Ý là người chiến thắng. Chúng ta đã có sự bất cẩn và bỏ quên đối thủ, nhưng Hồ Văn Ý vẫn là người tập trung và cú thủ tuyệt vời. Đó là cơ hội của Fahan. Rất tốt, cú dứt điểm. Đó là cú đá đến từ cái chân phải không thuận của Nguyễn Minh Trí. Người đá biên cho đội tuyển Việt Nam đó là Mạnh Dũng. Bóng được câu ra. Chân trái. Đó là cú đá của Minh Trí. Tình huống mà chúng ta đã thực hiện tốt bài cố định. Hơi tiếc là cú đá của Minh Trí đã đi hơi cao. Chúng ta cũng đã thay tổ hai. Đức Hòa, Thái Huy, Thịnh Phát. Dưới điểm. Đó là cú đá đến từ pivot mang áo số 10 của chúng ta. Tiếp tục là Trần Thái Huy đẩy bóng dọc biên. Cơ hội không được. Một bài dàn xếp rất vừa vặn dành cho Nguyễn Thịnh Phát. Nếu đó là một cú chạm bóng vừa vặn hơn thì chúng ta đã có cơ hội. Lại là Thịnh Phát. Thịnh Phát dưới điểm. Không được. Đối phương phản xạ quá nhanh. Một tình huống truyền bóng với khả năng quan sát tốt của Thịnh Phát. Rất nguy hiểm. Quyết định cực kỳ táo bạo của thủ thành Humut. Quan sát rất nhanh khi thấy Hồ Văn Ý đã ở xa khung thành. Ở đâu thì chúng ta vẫn có sự đồng hành với những cổ động viên. Và tất nhiên là ở quê nhà cũng vậy. Rất nguy hiểm. Cú đá vừa rồi là của số 3 Nasser. Chúng ta đã để lộ ra những khoảng trống. Cầu số 8 đã trở lại với đội hình của Futsal Việt Nam. Minh Trí thả bóng hay. Châu Đoàn Phát cơ hội. Đó là quyết định chuyền bóng chứ không phải là dứt điểm của Châu Đoàn Phát. Và đáng tiếc cho đội tuyển Futsal Việt Nam là tình huống băng vào áp sát đến từ Nguyễn Anh Duy đã không thể tạo ra được điểm cắt. Minh Trí đồng đội thoát xuống. Châu Đoàn Phát động tác giả đây rồi. Một cơ. Nguyễn Anh Duy, lần này thì mọi thứ đã được dàn xếp và kết thúc một cách hoàn hảo hơn dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Lại là Minh Trí thả quả bóng xuống vị trí của Châu Đoàn Phát. Và tình huống xử lý mấu chốt này của số 4 ngoặt bóng rất dẻo trước khi mở ra một thời cơ không thể chối từ dành cho người đồng đội mang áo số 7. Quốc Nam. Châu Đoàn Phát. Những cú đá uy lực quen thuộc của cầu thủ sinh năm 1999. Châu Đoàn Phát vẫn đang thể hiện đúng được phong độ và đẳng cấp của mình cho đến lúc này. Chúng ta đang cố gắng chặn những đường bóng có thể xuống được cột hài hay xuống đáy. Và khi đó thì Mút sẽ buộc phải thả quả bóng vào giữa. Đá ngay nhưng không có được cảm giác tốt nhất. Trước thì Hồ Văn Lý cũng đã một lần thử sức với một tình huống tương tự nhưng không thành công. Nhan Gia Hưng. Không được, quá mạo hiểm. Nhưng đó là nỗ lực tuyệt vời. Thịnh Phát, không được. Quá đáng tiếc. Đức Hòa. Đó là bài đánh mà chúng ta đã áp dụng tới 3 lần. Và một trong số đó đã mở ra bàn thắng. Áp lực tốt. Chúng ta đã
co lại và tạo ra được tình huống hạn chế không gian. Cú đá là của Châu Đoàn Phát. Nhưng đây là một tình huống mất bóng nguy hiểm. Cú đá căng. Nhưng cự ly là quá xa. Thái Huy! Cơ hội! Không thể tiếp cận được với trái bóng, đó là Nhã Gia Hưng. Thái Huy đã canh thời điểm để tung ra hoặc là đường chuyền. Nhưng quyết định cuối cùng là một cú sút. Nó cũng hợp lý. Đeo bám rất dài dẳng. Chúng ta đang chờ với tổ 2. Đường chuyền rất tuyệt vời. Lại là Hồ Bắc Ý. Khi tưởng chừng như đối phương đã tìm một đường đến khung thành của chúng ta thì vẫn còn chốt chặn cuối cùng. Áp lực tốt, Đức Hoa. Đây là Tấn Phát, dưới điểm, không được. Vẫn không vào, một tình huống mà chúng ta được hưởng phép lợi thế. Quá đáng tiếc, Đức Hòa đã nỗ lực bằng tất cả những sự cố gắng của mình để trao cơ hội cho Tấn Phát. Cú đá từ xa, đối thủ đã hơi vội vàng. Thời cơ đã qua đi, chúng ta thoát khỏi được những sóng gió. Thu hút. Quyết định dâng cao, đó là quyết định đá ngay của thủ thành Hu Mút. Bóng đã đi không trúng khung thành. Xuyên phá vẫn còn cực kỳ nguy hiểm. Sức dướn và tốc độ của cầu thủ Ả Rập Xê Út là điều mà họ có thể tận dụng ở trong quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Xoay sở không thành công, cú đá ngay và mạo hiểm đến từ thủ thành Hu Mút của Ả Rập Xê Út đã phải trả giá. Và người trừng phạt đó là cầu thủ đã chơi rất hay, luôn có những dấu ấn tuyệt vời trong gần khoảng một năm đã qua của đội tuyển Futsal Việt Nam, Châu Đoàn Phát. Người được chọn một bàn thắng một kiến tạo cho trận đấu ngày hôm nay. Và đó là pha đá phản lưới nhà của Châu Đoàn Phát. Rất đáng tiếc. Và lại một lần nữa thì người góp công vào bàn thắng của đội tuyển Ả Rập Xê Út đó là thủ môn của họ. Thật may mắn ở tình huống này đã đồng hành với đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út. Chúng ta sẽ phải tiếp tục tiến lên. Châu Đoàn Phát. Đó là Thịnh Phát. Nỗ lực xoay trở để thực hiện một cú đá. Không cho rằng đội tuyển Futsal Việt Nam là những người phạm lỗi. Nà sơ, lại là Hồ Văn Ý. Sự phân tán đã đến khi mà có tới hai cầu thủ của Ả Rập Xê Út đã ngập xuống đáy. Và Nà sơ đã có thời điểm để ra chân được. Đó là quyết định làm chậm nhịp đến từ Thái Huy. Bây giờ sẽ là khả năng tì đè của Huy Ken. Vẫn tiếp tục ở đá Huy. Cầu thủ đối phương đã bị loại bỏ rồi. Nhưng cú đá là không tốt. Quá đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Đắc Huy đã rất cố gắng để giữ được nhịp bóng đây. Và ra chân là của anh Duy. Chúng ta cũng tỏ ra là cực kỳ đáng sợ trong những tình huống quay giáp. Động tác giả. Mạnh Dũng. Không được. Quyết định cuối cùng là một quả phạt góc dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Quá người rồi nhưng vẫn chưa được. Hồ Văn Ý đã bị vượt qua nhưng còn đó là Nguyễn Minh Trí. Động tác kéo gầm giật rất nhanh của cầu thủ Ả Rập Xê Út. Lần này thì họ đánh bại được thủ môn chúng ta rồi. Động tác tuyệt vời, Nasser. Với một thể hình như thế này nhưng vẫn có một tình huống xử lý rất khéo. Sóng gió vẫn chưa trôi qua 10 giây còn lại. Cột 2 không đến được. Minh Trí. Chúng ta thắng rồi. Tuyệt vời Việt Nam. Dấu chấm hết cho những nỗ lực của Ả Rập Xê Út. Một thành quả xứng đáng khi mà chúng ta đã đứng vững, đã lăn xả, đã chiến đấu cho đến những giây cuối cùng. Và ngày hôm nay thì niềm vui đã được dành cho các cổ động viên Việt Nam. 6 điểm sau 2 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có được lợi thế rất lớn để bước tiếp tại AFC Futsal Nations Cup 2022. Và sau đây 2 ngày nữa thì các trò của Diego Justucci sẽ bước vào trận đấu với đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng này, đội tuyển Futsal Nhật Bản.
Và hãy cùng chúc cho những chiến binh sao vàng tiếp tục duy trì tinh thần này để có được thành tích cao nhất tại bảng đấu. Ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.